Đấy, mình chia sẻ nên là ở quê mình nên là bún là nói chung là các loại. Đấy. Ngon tuyệt vời luôn. Mời cả nhà thưởng thức nhé. Toàn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình đi ăn sáng, mình sẽ chia sẻ cho cả nhà quán bún thịt chó cả nhà nhé. Ngày đó dòng rau sạch rất nhiều rồi cả nhà. Rau này ăn thì quá tuyệt vời luôn, chất luôn. Đây là nó vẫn địa phận ở làng Lê Toàn cả nhà. Đây mình đến quán này mình sẽ chia sẻ cho cả nhà quán bún thịt chó rất ngon. Thịt chó thôn quê cả nhà. Thịt chó bốc khói nghi ngút. Đây mình chia sẻ nên là ở quê mình nên là bún là nói chung là các loại. Đấy là mà mình vào mình làm cái bát bún thịt chó này. Ông chủ ông Đăng Thái nhìn bốc khói nghi ngút. Không thể thiếu được măng, nó chuẩn. Không thiếu được măng. Mà nhà ai chạy có xa mình phải đi đến sớm mình phụ. Mình với Lê Toàn với Lê Tiến là mỗi người một tô. Đấy, ăn tô này là no đến trưa. Ngày sáng đến là nói chung là hôm thì mình đi ăn lòng, hôm thì đi ăn bún. Đấy, nói chung là sáng ở nông thôn nó chỉ vậy thôi cả nhà. Ngoài bún với lòng lợn tiết canh ra thì chả có gì khác. Không biết quê các bạn thế nào. Có tỏi chó không chủ nhỉ? À hết rồi. Thế thôi làm bát bún vậy. Thì không mình làm cái tỏi. Bây giờ Lê Toàn là mời cả nhà vào thưởng thức cùng cả Lê Toàn nhá. Hai bát bún siêu to. Đang đến Lê Toàn mới cả Lê Tiến này, mỗi người một tô. Này có đầy đủ hết rồi nên là mình chỉ ăn bún thôi cả nhà. À, bát này là lo đến trưa luôn này. Đấy. Nhưng bình thường đông anh em thì là phải làm một đĩa mới bát tiết canh. Nhưng hôm nay Lê Toàn không ăn tiết canh, làm bún. Mà ăn tiết canh nhiều quá mọi người cứ bảo là suốt ngày tiết canh. Tiết canh thì nói chung nó cũng tốt thôi, nó cũng chả có cái gì là tiết canh. Chó là ngon. Bây giờ mình Lê Toàn mời cả nhà nhé. Ớt này ớt ngâm. Mình cứ phải ăn ớt mà nó mới cay. Có tí buồn ngọt rồi. Ăn cái này mình thêm khẩu vị thôi cả nhà. Là nói chung là ông chủ ông nào cũng là đủ vị thôi, nhưng mình thích ăn thì mình cho thêm vào thôi. Lâu lắm ấy Lê Toàn mới đi ăn cái bát bún chó cả nhà. Đấy mọi lần thì ăn tinh canh của lợn. Đấy. Kéo em phải đến rất lâu rồi cả nhà. Áo lắm rồi. Bát bún chó này là quá đẳng cấp này.
những cái bây giờ cùng đầu đặc sản từ đầu đến như vậy, những chỗ nạ nạ đây món ăn này phải tổ tiên truyền lại. Mời cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe nhá. Mình sáng đến mình ăn sáng là mình làm bát bún chó, bún cẩy. Đấy, ăn cho nó mát mẻ cả người. Ăn vậy nó mới gọi là đã đời ra điểm. Ngon thế. Ngon tuyệt vời cả nhà. Vâng, hai đứa cùng đi rượu cướp ra làm giá gì ngon ạ. Thế thì nó lại chả bao giờ trong cỏ nó cứ bán mất tiền rồi mình mua rượu bạc rượu ra thì còn mấy chặt rượu ra mua chín năm mấy còn triệu ô chưa triệu vẻ giờ chín năm mấy chín năm mấy thằng đó cô tân sân tháng chín năm mấy cũng là cũng bị kiềm theo anh ạ. Một đêm mới có tiền thôi, cũng không phải là cũng đến đầu hết không. Ngon tuyệt vời luôn, mời cả nhà thưởng thức nhé. Âm chú khá nhé, là ông đi xây ở ngoài nhà này, đi xây không xây đâu. Ờ, miếng này miếng sụn à? Sườn sụn. Sườn sụn chó. Mời cả nhà, ngon, đẳng cấp. Biết làm khỏi không? Khỏi điện nè, biết. Đấy. Còn thịt chó mấy cái gì ấy? Nước thịt chó. Nhìn hấp dẫn. Nghe gọi là sung sung sướng này. Sung sướng. Sung này. Tuyệt vời ông mặt trời. Nấu nóng mình mới ăn cái bát bún chó này nhỉ. Lâu rất rất gì là lâu rồi. Đảm bảo rất là thịt chó nhưng mà thịt mỡ là đi. Không thì tới mà không ăn về nó khô cũng rồi. Ông ngọt thì mỡ cũng vậy. À, mỡ nó đúng được. Cái luôn đi thì. Vâng, là cái ngọt lắm. Cơ thêm đi về thì bỏ pha thôi. Đi về sao chưa về sao? Với mẹ ạ. Xin mời cả nhà. Bún cầy. Quán này có phải đến ngày đầu tiên thì toàn vàng. Hãy chia sẻ và review cho cả nhà xem. Ăn rất ngon. Bún được một bát bún thì ăn chất lượng cả nhà, chất lượng cuộc sống ngon này, sung sướng đủ hết rau cỏ các kiểu con đà điểu cho vào ăn nó mới hấp dẫn cả nhà, giòn tan luôn. Mở cả nhà, nhâm nhi tí gọi là rượu thuốc vào cho nó mát mẻ thằng người. Ừ.
Sùng sướng. Anh không uống được đi, anh uống được là anh ngã không uống được. Uống rồi thì nó dô giá thì nó chưa ra. Mày nề tiến. Không ăn nhiều vào. Không, không ăn được ớt rồi ít rồi, một cây á. Bụng đầy à, ông như là không cơm nhà luôn. Mấy nước rồi, một cây. Nắm nhà thì đổ kia đổ thì này, cũng là không bận mà má nó lại. Ui, có ngày mấy chút ấy. Sáng xong rồi lại chiều lại đến mấy giờ. Nào mấy người trên này cũng hấp dẫn. Mời cả nhà thưởng thức cùng với Lê Tiến nha. Mời cả nhà, mời cả nhà ăn. Ngon. Ngon vậy. Sáng đến ngủ dậy gọi là mắt còn đờ, ăn bát bún vào tỉnh tỉnh người vậy. Thanh niên nói chung là không uống rượu cả nhà nha. Đấy, chỉ có ăn thôi. Đấy. Mời cả nhà thưởng thức. Anh Lê Toàn chỉ làm một chén cho nó khí thế thôi, chứ còn mình ăn uống xong mình còn đi đường cả nhà. Đấy, không là xe cộ nó kia nói chung nó phức tạp. Nên là không uống, không nên uống nhiều, nên ra quán xá là mình uống tới tầm mình còn đi đường. Đấy. Ngon. Tuyệt vời ông mặt trời. Mà bác đi gặp ai cũng của chỗ đấy là đứng một cao đúng không? Nói rằng đúng sông ngon, ăn giòn tan. Cảm giác ăn ngon hơn gọi là bún riêu cua không? Ngon hơn nhiều nhỉ? Bún chó này, nói chung là chẳng ngon. Nói chung mỗi cái loại đặc sản, mỗi loại bún thì nó có cái hương vị ngon khác nhau cả nhà. Nhưng mà ăn bún thịt chó vẫn là đẳng cấp, ăn vẫn là ngon. Cái căn bản là cái nước xít nó rất chi là ngon rồi. Đấy. Nó đậm đặc cả nhà. Đấy, nước xít của thịt chó là nó đậm đặc. Đấy, ăn cả kèm với rau vào, ăn miếng đấy thì sợ. Tuyệt vời. Với video Lê Toàn mình chia sẻ có thời lượng cả nhà. Đấy, mình hôm nay mình đi chia sẻ quán ăn ở cũng là trong làng Lê Toàn đấy. Đấy, hôm nay mình chia sẻ quán bún thịt chó. Đấy. Hôm khác mình sẽ chia sẻ quán khác. Đấy, cả nhà đang yêu quý Lê Toàn thì đăng ký chia sẻ cho mình một like nhá, để mình có thể ra những clip tốt nhất. Chào cả nhà, hẹn cả nhà sang clip tiếp theo. Thank you.